Em lên cái màu pin cho tụi hàng Việt quý vị nhé. Mình đấy là cái màu pin tiểu cho em này. Pin này là pin tiểu này, pin này là pin Indonesia nhá. Pin cực kỳ là xịn luôn quý vị ơi. Đây hàng cực kỳ cao cấp cho quý vị mình này. Mua về để bỏ remote TV này hay là đồng hồ này các kiểu nhá. Rồi, ngày hôm nay vẫn thanh lý theo cái mức giá cực sàng nhá. 3K một cặp nhá, là 3.000 một cặp thôi. Đấy, pin nhá, 3.000 một cặp cho em này. Ô, cực kỳ là đã luôn quý vị ơi, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Rồi, và ngày hôm nay em sẽ sell tiếp một cái mẫu nữa đấy là cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Một cái lô sản phẩm đầu khẩu nhá. Cái đây là cái hàng đầu khẩu, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Và đây có như là như hình nhá. Đây là một cái bộ của nó nằm trong công lê như này nhá. Đây là một công lê như này, gồm có này, một cái tip mở này để bôi làm bảo dưỡng này. Thứ hai là một cái đầu nhá. Cái đầu này là đầu chuyền. Đây có ốc luôn, đầu chuyền để mình lắp vào những cái bộ bu lông ấy. Đấy, lắp vào những cái bộ bu lông cho em nhá. Đây bu lông 1/2 ấy để mình khoang này. Và một cái đầu chuyên vít nhá. Một cái đầu này là đầu để chuyền qua băng vít, là khi mình gài vào đây không bị rơi nhá. Đấy, không bị rơi cả những cái đầu vít, đầu tôn. Đấy, để lắp vào bu lông 1/2 nhá. Và đặc biệt đây là gồm có 4-5 cái đầu khẩu, 6 đầu khẩu nhá. Gồm có đầu khẩu 14 này, đầu khẩu 14, đầu khẩu 17 này. Đấy, đầu khẩu 18, đầu khẩu 19 và đầu khẩu 21, 22 cho em nhá. Rồi, thanh lý một cái bộ com lê như này, ngày hôm nay em sẽ sell cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình với một cái giá là hết cốt luôn nhá, 130.000. Đấy, với giá chỉ có 130.000 một cái bộ sản phẩm như này, cực kỳ là đã luôn nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Rồi, tiếp đến là cái sản phẩm mà lưỡi cắt cho quý vị nhá. Tiếp đến là cái màu sản phẩm mà lưỡi cắt này. Đây là cái lưỡi cắt cổ. Đấy, lưỡi cắt cổ nhá, hàng này hàng Thái Lan cực kỳ là ngon quý vị nhá. Lưỡi cắt cổ xài lưỡi một tấc một cho em nhá. Xài lưỡi một tấc một cho em này. Đấy, với giá 35.000 đồng một cái này, 35.000 nhá. Rồi, còn đây là lưỡi cắt đa năng. Lưỡi cắt đa năng này 350.000 nhá. Lưỡi cắt đa năng 350.000 cho em này. Một lưỡi nhá. Đây là lưỡi cắt đá, là mình xài đá là một tấc này, một tấc 25 này là được, ok nhá. Rồi, và đây là một cái lưỡi cắt cổ xài lưỡi 185. Đấy, lưỡi cắt cổ xài lưỡi 1 tấc 85 cho em nhé. Đây là một cái lưỡi Makita, hàng cực kỳ là cao cấp và xịn sò luôn. Hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn nhá. Rồi, thanh lý với giá chỉ có là 85.000 nhá. 85.000 một lưỡi cho em này, 85.000. Hàng cực kỳ VIP luôn quý vị ơi. Đấy, hàng nét như Sony luôn. Đấy, móc về xài nhá. Cực kỳ là đạt luôn. Japan, đấy quý vị nhìn thấy chưa? Mà Makita Japan cực kỳ là cao cấp. Đấy. Rồi, đến là keo điện này. Keo điện thì 5.000 đồng một cuộn nha em này. 5.000 đồng một cuộn nha em này. Đến kìm bấm Crossman. Đấy, kìm bấm Crossman. Kìm bấm này thì em đang sell với giá chỉ có 65.000 một cái nha. Hàng Crossman USA cực kỳ là ok luôn nha. 65.000 một cái cho em này. Rồi, đấy là cái màu kìm bấm. Tiếp đến là cái màu một cây đèn bảo nhá, một cây cái màu đèn bảo ấy. Hàng có điều chỉnh thấy chưa? Đây là ánh sáng vàng nhá. Ánh sáng vàng quý vị nhá, xài bóng led cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, mình về mình treo mắc lên nhá. Hồi xưa là bảo đèn bảo thì mình xài bằng đèn dầu. Nhưng bây giờ là xài bằng pin nhá. Pin thì xài nó là xài pin 18650 mà nó có thể dưới này. Đấy, nó mở mình mở ra như này nhá. Pin này là pin rời, mình có thể tháo ra được. Đấy, thay thế pin được cực kỳ là ok luôn nhá. Rồi, có dây sạc theo kèm luôn. 120.000 nhá. Mở giá 120.000 cho em này. Một cái nhá. 125.000. À 120.000 nhá. 120.000 cho em. Rồi, đến là cái bàn chải đánh răng Hàn Quốc này. Đấy, màu bàn chải đánh răng Hàn Quốc cực kỳ là VIP luôn. Đấy. Siêu mềm luôn, cái sợi này tơ mềm nhá. Đánh không bị đau răng đau níu luôn quý vị nhá. Đấy, cực kỳ là đã luôn. Rồi, ba cái này, một cái 10.000 nhá. Một cái 10.000 cho em mà mua 5 cái là tặng 1. Mua 5 cái tặng 1 quý vị nhá. Một cái 10.000. Mua 5 cái tặng 1 cho em này. Đấy, cực kỳ là đã rồi. Rồi, kế tiếp là cái sản phẩm kim. Đấy, kim điện nhá. Hàng cực kỳ là đã luôn. Đấy, kim điện cực kỳ là ngon nhá. Quý vị nhìn thấy chưa? Có thể bo này, bo mở dây điện này, cực kỳ là đã này nhá, cắt này thoải mái cho em nhá. Với giá chỉ có là 35.000. Đấy, sell nhá, sell 35.000 thôi. Phê chưa? Rồi, keo dạng đa năng này. Đấy, thấy quý vị chưa? À, đây là cái mẫu keo hai mặt chứ, keo dạng hai mặt cho em, keo dạng hai mặt trong cực kỳ là dày luôn nhá. Đây là một cái cuộn cực kỳ là dày này quý vị nhé, to dày đó, cực kỳ là đã luôn. 25.000 một cuộn nhá, 25.000 một cuộn cho em này. Đấy, đây là cái màu keo dạng hai mặt cho em này.
Còn keo dạng đa năng thì đây nha, keo dạng đa năng thì một tiếp 6g, một tiếp 6g cho em nha, hàng keo dạng đa năng hàng Nhật cho em này, 25.000 một tiếp cho em. Mình muốn dạng gì cũng dạng, dạng sắt, dạng gỗ, dạng dạng nói chung là tùy. Đấy, cực kỳ là đạt luôn. À, mua về dạng cực kỳ là VIP luôn nha. Rồi, kế tiếp là đây là cái bầu đây là cái màu cao dạng nha, cao dạng đao vai gậy cho em này. Đây là trong này gồm có 12 miếng như này, cao dạng đao vai gậy ngải cứu nha. Rồi, với giá chỉ có là 20.000 một hộp cho em, gồm có 12 miếng nha, 20.000 một cho em này. Rồi, kế tiếp đây là cái đầu bằng tôn. Đấy, một cái đầu bằng tôn cho quý vị, cho anh em thờ này. Và hôm nay sale trên cái giá trên cái kênh của em ấy thì nó giá cực kỳ là ngạc nhiên luôn cho tất cả các anh em thờ hay thường xuyên mua nha. Một cái vị như này gồm có 10 cái nhé, gồm có 10 cái đầu bằng tôn. Hàng này là dành cho những anh thờ chuyên đi làm trên cao á. 500 này là 500 cực kỳ là hút, cực kỳ là cứng luôn nhá, cực kỳ là xịn luôn. Đấy, một vị em thanh lý với giá chỉ có 25.000 nhá. Một vị 25.000 10 cái cho em này. Đấy, 10 đầu bằng tôn nhá. Đầu bằng tôn 8 ly đấy. Tiếp đến là búa này, búa đóng đinh nhá. Búa đóng đinh thì cái màu búa đóng đinh này thì cán dài này, có thể nhổ đinh đóng đinh này. 55.000 nhá, 55.000 một cái cho em này. Còn anh nào chơi màu led xin, đây là cái màu led xin nhá. Đấy, có tay cầm này, chống trơn trượt này, 12 in nhá. Màu led 12 in, 95.000 một cái cho em này. Đấy, 95.000 một cái nhá. Rồi, kế tiếp là cái chai xịt RB7 nhá, xịt RB7 có tặng kèm thêm có bao nhiêu đây anh biết. Một lò như vậy là 30.000 nhá, một lò 30.000 cho em này. Một lò 30.000 cho em nhá. Rồi, tiếp đến là đầu khẩu. Đấy, em lên cái màu đầu khẩu cho quý vị bà con của bác mình này. Đấy, đây là cái màu khẩu, đầy đủ các loại khẩu nhá. Đầu tiên em lên cái bộ khẩu đấy, đây khẩu này là 40 chi tiết cho em này. Đấy, gồm có khẩu 1/2. Khẩu này là một khẩu 1/4 nhá. Khẩu 1/4 thôi chỉ có 80.000 thôi. Đấy, sang thì 80.000 một bộ cho em nhá. Còn anh nào ấy muốn xài mà khẩu 1/4 có kèm theo vít, có kèm theo cần như này thì cái bộ này là nó là 100.000 nhá. Bộ này 100.000 cho em. Có cả vít lục giác này, vít sao này, vít bẹp, vít ke đầy đủ luôn nhá. Rồi, 100.000 cho em này. Còn anh nào muốn có cần tự động rồi, hoặc có cần rồi mà mua cái đầu khẩu mà hàng cao cấp thì đây, một cái đầu khẩu hàng cao cấp nhá, hàng đầu khẩu và dài cho em này, nó từ 8 đến 24 này, 2 4 6 8 10. 10 cái đầu khẩu như này nhá. Với giá chỉ có 140.000 thôi, 140.000 cho em. Còn anh đây, anh nào muốn mua một nguyên một cái bộ khẩu này, nó còn từ 8 đến 24, có cần nối này, có cần tự động này thì 150.000 nhá, 150.000 nha, 150.000 này. Đấy, và đây lên một cái đồ chơi cho toàn thể quý vị mình này, để đi thường xuyên mà đi đi picnic ấy, hay đi dạng ngoài ấy, thì mua cái kìm này cực kỳ hay nhá, có cực kỳ là đa năng luôn, có thể đóng này, có thể gọ này, có thể nhổ đinh này, có thể có dao này, có cưa này, có đầy đủ như này. Đấy, 110.000 một cái nhá, 110.000 một cái cho em đấy. Có vừa có đầy đủ như này, 110.000 một cái. Kiếm ra đăng này cho em nhá. Rồi, lên tiếp là cái bộ cờ lê. Một cái bộ cờ lê. Đấy, bộ cờ lê này là bộ cờ lê cao cấp cho em nhé. Hàng Yeti USA cho em này. Cái bộ cờ lê này gồm có từ 8 này. Hàng từ 8 nhá. Từ 8 này. 10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 và 24 nhá. Đấy, gồm như này. 230.000. Gồm có hai, chỉ có 230.000 thôi, một cái bộ cờ lê ZT hàng cao cấp như này. Rồi đến là đá mài. Đấy, màu đá mài cho em này, màu đá mài này này, mài hai mặt nhá, hàng của Nhật cho em này. 55.000 một đá viên này, 55.000 nhá, hàng cực kỳ là đạt luôn. Đấy, về mài dao, mài kéo, mài các kiểu con là điều luôn, cực kỳ là đạt nhá. Đá hai mặt chỉ có 55.000 một viên. Còn anh nào mua mài dao ba khe thì nó chỉ 25.000 thôi nhá. Mài dao ba khứa còn gọi là ba khe. Đấy, chỉ có là 25.000 thôi một cái cho em. Đây, kế tiếp là cái màu bồ mũi khoan tháp này. Hãy lên cái bồ mũi khoan tháp này, mình thấy đã chưa? Cái bồ mũi khoan tháp là nó từ 6 này cho tới 24 nhá. À, tới 32, em lớn nhất là 32 cho em. Gồm có 3 cây như này. Mình cái lỗ chừng nào thì mình khoét chừng đó cho em này. Và đặc biệt nó kèm theo 3 cái mũi toro gai. Hãy để mình nhờ mà chạy ren ấy thì mình có thể tạo lại ren này. 3 mũi như này, 100.000 cho em nhé, 100.000 một bộ cho em này. Rồi, thế là cái bộ thước kẹp cơ. Cái bộ thước kẹp cơ này ấy là 120.000.
mua một cây xài cả đời quý vị nhá. Đấy, mua một cây thậm chí nó xài, nếu như mà xài mà kỵ tấn thì 2-3 đời cũng thoải mái, truyền từ đời này sang đời kia. Vì cái số này ấy là nó không phải là số nổi, mà số nó đã cất bằng máy, sẽ cất chìm vào trong ấy, là mình luôn luôn nó không bao giờ bị phai mờ đúng quý vị nhá. Đấy, hàng cực kỳ là xịn sò, bao cao cấp luôn. Còn cái mẫu đèn tự thì nói thật quý vị thì rơi một cái nhiều lúc nó chập mạch, đo nó cũng chính xác. Còn cơ thì mình xài cả đời luôn. 120.000 một cái nhé, 120.000 một cái cho em. Rồi em chuyển qua cái mẫu bơm. Đấy, mẫu bơm cho em này. Bơm thì em có hai mẫu này, hai mẫu hai ống nhá. Mẫu này là 130 này, bơm 2 ti nhá. Bơm 2 ti màu đỏ này là 130. Còn anh nào muốn bơm mà bơm bơm Nhật này, đấy, bơm 2 ti mà bơm Nhật này thì quý vị nên xài cho em một cái này nhá. Thì đây là cái màu bơm 2 ti hàng Nhật cho em này. Cực kỳ là đà luôn, cao cấp nhá, 250.000. Đấy, 250.000 cho em nhá. Rồi, tiếp đấy là một cái bơm bơm lùn, bơm một ống nha em. Bơm một ống có đồng hồ nhá, bơm một ống có đồng hồ này. Bơm lùn, cái này thì đi picnic này, gói gọn vào trong cái giỏ, cái sách này là cực kỳ là hay luôn nhá. Có thể bơm xe máy, xe đạp bơm cho em này. Chỉ có 80.000 một cái nhá, 80.000 một cái cho em đấy, hàng cực kỳ là đà luôn. Rồi, quý vị mình vào xem mà cứ có cái gì, cần cái nhu cầu cái gì cái alo cho em nhá. Và đây là cái màu thảm lau chân nhá, thảm lau chân. Đấy, với một cái thương hiệu là của nó là với một cái danh hiệu là Happy New Year 2004 nhá. Rồi, một cái năm con rồng. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn quý vị ơi. Đấy, được in ấn trên này, cực kỳ là sắc sảo nhá và đẹp luôn. Đấy, một màu đỏ. Đấy, một năm đầy may mắn cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Rồi, rất nhiều cái kiểu mẫu như này. Đấy, quý anh chị em bà con của bạc mình ấy mua về sử dụng cho nó sướng nhá. Đấy, với một cái chất liệu này, trước là vải nhung nhá, cực kỳ êm mái này. Mình có thể mua về kết nối thành một cái thảm này để ngồi giữa nhà này, hoặc là lau chân, nói chung là tùy mình nhá. Đấy, mình thích như nào thì tùy đấy. Và sau này là một cái lớp cao su để có cái viên bi để chống trơn trượt nhá, cực kỳ là đã luôn. Đấy, một cái màu cực kỳ là đẹp và một cái thương hiệu của nó là một hình con rồng của năm 2004 nha. Rồi, thanh lý với giá chỉ có 3 cái nhé. 3 cái là chỉ có 50.000. Thanh lý 3 cái 50.000 quý vị nhá. Đấy, quý anh chị em bà con hoặc mình có nhu cầu quan tâm thì alo này. Còn mua một cái là 20.000 quý vị nhá. Một cái là 20.000, còn 3 cái 50.000 cho em nhá. Còn lên đây là cái màu kéo SK5 hàng Nhật siêu xịn sò cho quý bà con mua bạc mình mua về sử dụng nha. Rồi, với một cái màu kéo này là hàng chất liệu nó là thép chống rỉ nhá, thép chống rỉ và cán của nó là cán nhôm đốc cho em này, cực kỳ là VIP luôn nhá. Đấy, SK5 hàng xịn sò luôn, quý vị nhìn thấy chưa, một cái kéo như này. Đấy, cực kỳ là đã nhá. Và hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị và con của bạc mình về dùng với một cái giá nhá. Đấy, 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái. Và nếu như bác nào mua combo 4 cái thì em sẽ để giá là 100.000 nhá. 4 cái 100.000 và một cái thì 30.000. Đấy, quý vị anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. Hàng về cực kỳ là nhiều luôn để phục vụ cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Em đợi cái màu kẹp nóng cho quý bà con của bạc mình này. Đây là cái màu kẹp nóng nhá. Nó vô cùng tiện lợi luôn, dành cho những người mà hay hấp ấy, hấp trứng này hoặc là nướng các trong lò với sóng ấy mà nắng ấy thì mình đây. Đây là một cái biện pháp cực kỳ an toàn nhá. Rồi, đây là cái kẹp nóng này, mình có thể kẹp đĩa này, hay kẹp đĩa nhá. Rồi, kẹp đĩa thoải mái này nhá. Rồi, kẹp chén cũng thoải mái luôn. Đấy, mình có thể kẹp chén kẹp đĩa cực kỳ là ok luôn này nhá. Đấy, cực kỳ là VIP luôn. Đấy, chắc chắn luôn nhá. Rồi, hôm nay sẽ sale với cái sản phẩm này ấy cho quý anh chị em bà con của bạc mình ấy, với giá chỉ có 20.000 một cái nhá. 20.000 một cái thôi. Đấy, về rất chi là nhiều luôn. Số lượng bao la. Đấy, quý anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. Và đây là cái màu thảm lau chân nhá, thảm lau chân. Đấy, với một cái thương hiệu là của nó là với một cái danh hiệu là Happy New Year 2004 nhá. Rồi, một cái năm con rồng. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn quý vị ơi. Đấy, được in ấn trên này, cực kỳ là sắc sảo nhá và đẹp luôn. Đấy, một màu đỏ. Đấy, một năm đầy may mắn cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Rồi, rất nhiều cái kiểu mẫu như này. Đấy, quý anh chị em bà con của bạc mình ấy mua về sử dụng cho nó sướng nhá. Đấy, với một cái chất liệu này, trước là vải nhung nhá, cực kỳ êm mái này. Mình có thể mua về kết nối thành một cái thảm này để ngồi giữa nhà này, hoặc là lau chân, nói chung là tùy mình nhá. Đấy, mình thích như nào thì tùy đấy. Và sau này là một cái lớp cao su để
có cái viên bi để chống trơn trượt nha, cực kỳ đã luôn. Đấy, một cái màu cực kỳ đẹp và một cái thương hiệu của nó là một hình con rồng của năm 2004 nha. Rồi, thanh lý bây giờ chỉ có 3 cái nha, 3 cái là chỉ có 50.000. Thanh lý 3 cái 50.000 quý vị nha. Đấy, quý anh chị em bà con hoặc mình có nhu cầu quan tâm thì alo này. Còn mua một cái là 20.000 quý vị nha. Một cái là 20.000, còn 3 cái 50.000 cho em nha. Em lấy cái màu cơ xích pin cho toàn thể quý vị anh chị em mình nha. Rồi, đây là cái màu cơ xích pin mini này. Nó là gồm có hai quả pin nhé, hai quả pin, một quả theo máy này và một quả sửa cua nhé, sạc theo kèm. Và đây là cái màu mini nên cái bộ lam của nó dài tầm 15 cm đổ lại nhé. Cái này 15 cm thôi. Đấy, nó nhỏ gọn để mình tỉa những cái cành cây vừa vừa thôi, cây cành bonsai nhá, cực kỳ hay luôn, siêu gọn nhẹ luôn nhá. Đây thì cực kỳ ok này. Đấy, như vậy là cắt thôi nhá, về lắp pin vào là xài thôi, vô cùng tiện lợi như này. Rồi, và ngày hôm nay em chỉ sale với giá chỉ có là 360.000 nhá, 360.000. còn anh nào chốt đơn thì em sẽ tặng kèm theo một cây đèn pin mini Nhật xịn sò nằm trong hộp như này nhá. Anh nào chốt đơn thì nhớ nhắc em nhá, để em viết vào để tặng kèm theo. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì alo cho em nhá. Tiếp theo em lên cái màu bếp từ Tanawa cho quý vị này. Đây là màu bếp từ Tanawa, công nghệ Nhật Bản cho toàn thể quý vị bà con quảng mình nhá. Với một cái mặt kính cường lực này nhá, mặt kính cường lực chiều nhiệt cao cho em này. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Và đặc biệt cái bếp từ này, bếp từ cảm biến nhá, nên mình xài bằng xoong inox quý vị nhá. Xoong nồi inox là mình xài nhá. Rồi, thì một cái màu này thì nó trông vô cùng tiện lợi luôn. Mình có thể ăn lẩu này, ăn lẩu này rồi chiên xào nấu nướng này. Và đặc biệt những lúc mà khi hết ga ấy, tức thời ấy, thì mình có cái bếp này mình nấu, mình phục vụ kịp thời cho quý vị bà con quạt mình này. Đấy, trông là siêu gọn nhẹ này, gọn nhẹ và tiện lợi cho toàn thể quý vị bà con quạt mình nhá. Rồi, chỉ có bấm vào nút nguồn này, rồi xong bấm vào nút bàn tay, mình chọn chế độ, xong mình cầm trừ nhiệt độ lên, mình nấu chiên xào nấu nướng như tùy theo mình nhá. Rồi, ngày hôm nay ôm lô, em được ôm lô này nên xăm xe với giá siêu rẻ, siêu tuyệt vời cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình về xe sử dụng nhá. Với giá chỉ có 260.000 thôi. 260.000 đấy, là quý vị đã có sở hữu một cái bếp từ Tanawa này về để dùng nhá. Rồi, quý anh chị em bà con của bạc mình ấy, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp với hộ sản phẩm máy cào râu cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình này nhá. Đây là một cái mẫu sản phẩm máy cào râu hai chức năng. Đấy, hàng này là hàng bao xịn sò đây, bao chất lượng nhá. Đấy, bao cho tất cả các quý ông có những cái bộ râu như rễ tre hay là rễ dừa gì ấy, đồng chơi tất được hết nhá. Rồi, cực kỳ là đã luôn nhá quý vị nhá, cực kỳ là đã luôn này nhá. Bao khỏe luôn nhá. Nó có hai chế độ này, cào râu này và có chế độ cào lông mặt nhá. Đây, bật lên trả cào lông mặt cho em, cực kỳ là sướng luôn. Đấy, cực kỳ tiện lợi nhá. Và sạc thì pin nó nằm trong rồi nhá, mình chỉ cần đẩy cái này lên là mình sạc thôi. Ai xài sử dụng hết, đẩy cái này lên là sạc, cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, nay em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con quạt mình với giá chỉ có 100.000 thôi. 100.000 nhưng mà có một cái sở hữu một con máy cào râu bao chất lượng, bao xịn sò như này, siêu tiền lời, siêu gọn nhẹ như này, cực kỳ là đã nhá. Rồi, quý anh chị em bà con quạt mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, tiếp theo là em lên cái màu lam xích cho quý vị nhé. Đây, cái màu, một cái màu lam xích mà nói chung là quý bà con của bạc mình ấy, ai cũng có nhu cầu về sử dụng này, cực kỳ là hay nhá. Rồi, một cái bộ lam xích như này là nói là dài 12 inch nhá, và 12 inch đây là tiêu chuẩn quốc tế, còn đổi ra Việt Nam mình là 30 cm nhá. Rồi, 30 cm cho em này. Đấy, để lắp vào một con máy mài, thì máy mài mình ấy là máy mài xài lượng 1 tấc nhá, máy mài xài lượng 1 tấc là mình lắp vào ok này. Và đây là những cái phụ kiện chi tiết theo kèm này, em đã đầy đủ tay cầm nhá, lá trắng lam xích, nó trong nguyên một chặt phụ kiện như này, đầy đủ cho quý vị bà con của bạc mình nhá. Về chỉ có việc lắp vào máy mài, đây về lắp vào như này thôi là xài sử dụng ngay, mình bóp cò máy mài là cắt cực kỳ ok nhá. Rồi, thanh lý với giá chỉ có 120.000 thôi, 120.000 một bộ cho em nhá. Anh nào bà con của bạc mình ai có nhu cầu thì alo cho em nhá. Em lấy cái màu tỉa lông mũi cho bà con của bạc mình nhá. Đó, nhiều bà con hay hỏi đấy, về cái màu tỉa lông mũi nhá. Đây là cái màu tỉa lông mũi bằng tay, nó cực kỳ là gòn nhẹ và tiện lợi sử dụng nhá. Đấy, mình chỉ cái đúc này vào trong lông mũi là nó, mình nhấp như này nó tự ngắt, tự cắt cho mình thôi.
Đấy, rất là dễ sử dụng nhé, nó nằm trong một hộp cực kỳ đẹp. Đấy, về phục vụ quý vị bà con của bác mình nhé. Với giá 40.000 một cái này, 40.000 một cái quý vị nhé. Đấy, bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo này. Chào toàn thể quý vị bà con của bác trên mọi miền Tổ quốc nhé. Đấy, tiếp theo em lên một cái mẫu sản phẩm, đây là cái máy đánh trứng này, đánh cà phê này. Đấy, đây là cái đánh đánh lên bọt cà phê ấy, cực kỳ là đã luôn nhé. Đây cái mẫu này nó xài bạc pin siêu gọn nhẹ luôn quý vị ơi, và nó có 3 cấp độ nhé, 3 cấp độ mạnh nhẹ cho em này nhá. Mình nhìn cái bấm như này là nó xoay thôi. Đấy, đó đánh cà phê đấy, cực kỳ gà, đánh như này là đánh đấy nhá. Và tăng lên này nhá, ở 3 mức cho mình này, tùy theo mình mức nào thì mình chọn tùy theo mình nhá. Rồi ngày hôm nay ấy là em sẽ thanh lý với cái mẫu sản phẩm này ấy, với một cái giá siêu rẻ luôn nhá, chỉ có 75.000 một cái thôi. Đấy, 75.000 một cái máy đánh trứng bằng pin cực kỳ là đã luôn, và tặng kèm theo hai cái nhá, hai một cái đánh trứng này, một cái đánh cà phê sủi bọt này, này và một cái dây sạc theo kèm nhá. Rồi hàng cực kỳ là ngon luôn, hãy quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên tiếp cái mẫu sản phẩm nồi chiên không dầu cho toàn thể quý bà con của bạc mình nhá. Đây là cái mẫu nồi chiên không dầu lồng ngang và dung tích của nó là 12 lít nhá. Đây đây là nồi sức của nó đây, cực kỳ là xịn sò luôn. Đây là hàng nồi đĩa Đài Loan quý vị nhá, phải nói chính xác là như vậy. Đây là cái hàng mẫu Kamen này, 12 lít nhá. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn, có kính này. Kính này là mình có thể nhìn thấy bên trong, đây quý vị nhìn thấy chưa? Đây là mình có thể chiên, mình nhìn thấy bên trong luôn, cực kỳ đã nhá. Rồi, gồm có sợi đốt này, đây sợi đốt thì đó lá quạt ở đây luôn. Nó tản nhiệt cực kỳ là xịn sò luôn, mình có thể nhìn thấy không nhá. Đấy, mình chiên nướng con gà như nào thì tùy theo mình nhá. Và nó là có hướng dẫn đây này, hướng dẫn này bên trên nhá. Hướng dẫn bên trên, hướng dẫn là mình nướng cái gì, chiên cái gì thì nó theo cái nhiệt độ, hai nút chỉnh ở bên này nhá. Đây là chỉnh nhiệt độ và chỉnh thời gian cho mình này. Đó, hàng cực kỳ là xịn sò rồi. Em nay em thanh lý với giá chỉ có là 730.000 nhưng có quà tặng là quý vị nhá. Đây sale giá rồi, 730.000 có quà tặng theo kèm này nhá. Một cái thìa vàng cho mình này, hay một bộ thìa vàng cho mình nhá. Đây hàng cực kỳ là xịn sò. Quý anh chị em bà con quà mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay em về cái dòng sản phẩm nhá, vòng một cái dòng sản phẩm máy thổi bùi pin cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Nói chung là cái dòng sản phẩm này quý vị mua về xài cực kỳ là hay luôn nhá, để hút bụi nó trong nhà nào cũng cần hết, đặc biệt là những lúc ngày rằm mùng 1 để làm vệ sinh bàn thờ tổ tiên này, hay cực kỳ là hay luôn nhá. Mới một cái sản phẩm thân hình gọn nhỏ và nói chung là nó dễ hút, rất kỳ hút nhá. Đấy, và đây là có thêm một cái chùi này này theo kèm này này, nó lúc nào mình cần ấy thì mình sâu thêm cái chùi vừa đánh nhá, cái nào bừng cứng ấy thì mình vừa đánh vừa hút luôn, còn không thì mình để như này mình hút nhá. Với một cái dòng sản phẩm máy hút bụi mini xài pin ấy, em đang thanh lý với giá kịch sàng luôn quý vị nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn này. Đấy, máy thì khởi động cực kỳ là mạnh, hút ba hút nhá. Và đây em sẽ test thử luôn cho quý vị cùng xem này. Một cái hạt gạo nhá, hạt gạo làng ta này, có vị vù sa ấy, to này, nặng này, nhưng mà hút thoải mái nhá. Đây nhìn thấy chưa, thấy chưa quý vị, nhìn thấy chưa. Đấy, như một cái cối xay gió chưa, hút cực kỳ đầy rồi này. Ô rồi, hút đầy nhắc luôn này, cực kỳ là đã luôn quý vị nhá, phê lê luôn. Đấy, hút bụi nào mà bụi thì thoải mái luôn. Đấy, đặc biệt là làm vệ sinh ghế sofa này, hay là xe ô tô này, đấy, ngóc ngách các như vậy thì hút cực kỳ là ngon luôn. Cái hạt gạo to bự như này mà nó hút đầy như này thì quý vị nhìn hiểu nó khỏe như nào rồi nhá. Rồi, với dòng sản phẩm này em đang thanh lý với giá chỉ có 90.000 thôi nhá. Đang thanh lý với giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, hôm nay chơi lớn, sale sập sàng luôn cho quý vị bà con bạc mình về xài nhá. Đấy, hút bụi xài bằng pin. Khi mình xài hết pin rồi thì mình nhớ nhá. Đấy, xài hết pin rồi thì nhớ sạc pin cho em, có dây cài sạc theo kèm này. Và nó sạc là theo cái cụ sạc điện thoại của mình ấy, theo cụ sạc điện thoại cho mình nhá. Đấy, em nhích thêm một phát nữa cho quý vị cùng xem này. Nhiều lúc các bác nói là đây, cái này đang còn trống trơn nhá, cái này còn gạo đầy này, và bịch luôn nè nhá. Áo rồi, khuê như này mà quá ngon như này. Ô đấy, hút thoải mái nha em nhá, cực kỳ là đã luôn, với giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, quý anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Rồi, lau trần nhà đã về quý vị ơi. Đấy, một cái dòng sản phẩm này là bác ngạc mình mừng luôn về số lượng
thoải mái cho quý vị mình xài nha. Đấy, đây là một cái cây chổi lau trần nhà, thì nó có hai cái chế độ này. Đây là cái lông để mình quẹt ở trên cao nha, mình quẹt ở trên cao, và đây là cái này là cái cần. Cái cần này nó bằng inox quý vị nhé, và nó có thể tăng giảm. Đấy. Đây, nó như một cái cần anten ấy, có thể tăng giảm cho em này. Nó có thể tăng giảm cho em nhé, và tăng lên thì còn thêm người mình nữa, 4 khớp như này. Thì với là cái trần mà 3m3 thì thoải mái luôn, lau thoải mái cho em nhé. Thì một cái dòng sản phẩm này, cái này bán nhiêu đây? 70. À, cái một cái lau trần nhà này em đang bán giá chỉ có 70 thôi. Đấy, sắt inox dài dằng luôn quý vị nhá, cực ngon lành cành đào luôn. Đấy, cực kỳ ok luôn nhá, giá cực kỳ rẻ luôn, 70.000. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bạn mình có nhu cầu thì nhấc máy alo gọi số hotline của em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên kênh của em có về một cái mẫu sản phẩm. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Mấy cái này thì nó thật cho các bô lão hay lưng lớn ấy thì cực kỳ là thích luôn, cực kỳ thích nó nhá. Đấy, và cái sản phẩm này thì nó có một thêm một cái ưu điểm nữa là nó có đèn led nhá, nó có đèn led đấy. Trên này là có hai cái đèn led cho em này, ok chưa? Đấy, và đây là lúp này là có hai loại, một lần loại nhỏ một loại lớn nhá, một cái kính nhỏ một kính lớn nha em. Và khi mình muốn ánh đèn sáng thì có công tắc ở đây, khi bằng đêm mình không thấy đường ấy, hoặc cái chữ nào nó tối nó mờ thì mình mở tăng cường ánh sáng nhá. Với lắp ba quả pin tiểu vào đây này là mình có thể sử dụng cực kỳ ok. Với cái màu kính lúp này đấy, nó nhìn như này quý vị nhìn thấy. Đấy, mình có thể tăng to nhỏ đồ sáng sáng tùy theo mình nhá. Đấy, đấy như này quý vị nhìn thấy chưa? Đấy, nó cực kỳ là ok. Đấy, 3D nhá. Đấy, có đèn 3D luôn, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Đấy, thay đổi theo từng góc độ nhìn nhá. Rồi, với giá chỉ có 65.000 thôi. Quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm đến cái mẫu sản phẩm này thì ơi em nhá. Đấy, thanh lý giá rẻ thôi, hay gọi là bán chơi thôi. Cái này bán chơi cho các bố lão về xài nhá, nó cực kỳ là sướng. Đọc chữ nho này, hay là xem những cái rá này, xem kim cương này, thì chơi cái này cho em nhá. Rồi, thanh lý giá sập sàn quý vị ơi. Đấy, về ngày hôm nay có lô kéo cắt gà Hàn Quốc nhá. Đấy, một cái lô mà nói là kéo cắt gà Hàn Quốc, bao chất lượng, bao xịn sò luôn. Đấy, cắt đâu là đi đấy luôn nhá. Đấy, tay cầm rất chi là dễ thao tác này. Và đặc biệt cái mẫu này thì nó cái móc khóa nó cực kỳ là hay nhá. Đấy, cái mẫu này nó gài rất chi là chắc chắn luôn. Khi mình không sử dụng nữa thì đây, mình không sử dụng nữa thì nó gài vào đây rất chi là ok luôn nhá. Đấy, cái này thì nó rất chi là bền luôn, bao bền bao chất lượng nhá. Đấy, tay cầm rất chi là gọn gàng đẹp luôn. Đấy, kéo cắt gà, cắt gà, cắt đùi gà, cắt thịt gà nhá. Rồi, thanh lý ngày hôm nay về số lượng là nhiều, thanh lý cho quý vị về mình xài này, 90.000 một cái nhá, với giá 90.000 thôi. Đấy, cái này mình có thể là làm cá cũng được nhá, làm cá cũng được ok quý vị nhá. Này, làm cá cực kỳ ok luôn nhá. Này, có thể đánh này, này cực kỳ ok, ngon khỏe, bao cắt đầu cá luôn nhá, rất chi là xịn sò luôn. Rồi, có lò xo bóng từ mỡ luôn nhá, thấy chưa, bóp vào nó. Và được tặng kèm theo một cái nữa này. Đấy, được tặng kèm theo một cái lò xo nhá, để giữ sơ cua nhá. Tặng kèm theo một cái lò xo để sơ cua luôn. Đấy, cực kỳ là ok. Thanh lý giá cực cốt luôn, 90.000 một cái nhá. Và ngày hôm nay có về lại cái lô sản phẩm thảo dược ngâm chân nhá. Đấy, những ai thường xuyên hay đau mỏi nhức tê bì chân tay thì hãy mua ngay cái gói thuốc ngâm chân ngâm tay này về nhá. Đấy, để ngâm để giải độc cơ thể. Nó là cực kỳ, đây là gồm có thảo dược, gồm gừng nhá. Rồi nói chung là các cái thảo dược cực kỳ là hay luôn. Đấy, ai tê bì chân tay thì về ngâm với nước ấm nhá. Đấy, nước ở tầm 50 55 độ trở lại thì mình để vào xong mình ngâm. Đấy, một lần ngâm tầm 30 phút nhá thì có cực kỳ là sung sướng cuộc đời luôn. Đấy, chân cẳng nào cũng nhức mỏi gì cũng hết hết nhá. Cực kỳ một cái thảo dược cao cấp dành cho quý anh chị em bà con của bác mình, ai bị tê bì chân tay nhức mỏi thì mua cái gói này, một gói là 50.000 nhá. Đấy, một gói 50.000 thôi, giá yêu thương nha. Đấy, ngang tay nhanh chân lên quý vị nhá. Đây là thuốc gia truyền. Đấy, thuốc gia truyền nhá. Đấy, của một nhà gia truyền cực kỳ hay luôn, em nhập về cho quý vị sử dụng nhá.
Đấy, đuôi đèn cảm ứng lại về hàng quý vị nhé, đuôi đèn cảm ứng lại về hàng cho quý vị bà con bác mình này. Đấy, mình mua một cái mình về mình lắp ở trước cổng ấy, hoặc là đường hành lang gì đấy, nhà vệ sinh, khi đi ban đêm ấy, khi tối có người qua là nó sẽ từ sáng cho mình này. Đấy, nó cực kỳ hay quý vị nhá. Thì ngày hôm nay em xâm xeo giá rẻ này cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình nhá, với giá chỉ có 55.000 thôi, 55.000 một cái cho em này. Hay quý vị bà con của bác mình ai có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay bên em lại về thêm một cái dòng sản phẩm nữa, đây là một cái mẫu đèn bảo. Đấy, cái bà hai đèn bảo này thì quý vị đã sử dụng rồi thì nói chung là rất chi là sự mê ly luôn nhá. Rồi riêng cái dòng sản phẩm này thì nó là có một cái hiệu năng rất chi là cao, đó là mình có thể sạc bằng năng lượng mặt trời cho em nhá, sạc bằng năng lượng mặt trời như này, và mùa gì cũng nó ok hết, và có thể có khả năng tích điện và nó có thể chuyển qua mình cổng USB để mình sạc điện thoại khi cấp điện nhá. Đấy, và cái này có thể nạp bằng năng lượng mặt trời cho nên cứ yên tâm mà sử dụng quý vị nhá. Và nó là có hai chế độ cho em. Đấy, một chế độ như này là đèn như này. Đấy, đèn mình rút lên là đèn, và khi mình đóng lại là như này nhá. Đóng lại thì nó sẽ tắt. Và thêm một chế độ nữa là quạt cho em. Đấy, giả chiến cực kỳ là hay nhá. Quạt giả chiến này. Đấy, nó xài cực kỳ nhiều chức năng. Và thêm có thêm một chế độ nữa là mình có thể lắp pin tiểu, hai cái quả pin mà nhỏ ấy, 1.5V ấy, thì ba quả pin vào đây là mình có thể sử dụng ok luôn. Thì ngày hôm nay trên kênh em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình sử dụng với mức giá chỉ có 100.000 thôi nhá, 100.000 một cái thôi. Ai giá quá rẻ, quá bèo nhèo, đây là hàng nói chung là ngon đỉnh cho toàn thể quý vị bà con bác mình sử dụng nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em lại về thêm một cái, tiếp tục về cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là cái một cái ấm siêu tốc thủy tinh cho em nhá, hai thủy tinh trong suốt cực kỳ là hay luôn. Đây là hàng Cucu, hàng Hàn Quốc cho em nhá, hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Và đây nhá, khi mình sử dụng thì có cái viền quanh như này là có đèn nhá, có đèn sáng cho em này, đèn màu xanh nhá, cực kỳ là đẹp luôn quý vị ơi. Đấy, với dung tích của nó là 2,5 lít nhá, với dung tích nó in trên bao bì 2 lít quý vị nhá. Đấy, nói rõ ràng như vậy là 2 lít cho em này. Rồi, để theo kèm đầy đủ như này thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình một cái một sản phẩm như này chỉ có giá là 135.000 nhá. Đấy, 135.000 thôi quý vị ơi. Hãy hàng bao ngon bao chất lượng luôn. Đấy, siêu đẹp cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình sử dụng nhá. Nay về thêm một cái lô sản phẩm rìu đầu sói quý vị nhé. Đây, đây một cái rìu, đây là cái mẫu đa năng. Đấy, một cái đầu này mộ này và một cái đầu này chặt này. Mình có thể sử dụng rất chi là tiện lợi nhé, như chặt xương, chặt đồ các kiểu, chặt cành cây, hay đi rừng đi rủ thì quá bao chất luôn. Một cái mẫu rìu đầu sói liền quý vị nhé. Đây, đây là một cái thẹp siêu cứng liền luôn. Đấy, bọc quai cực kỳ là ngon nhé. Đấy, thẹp siêu dày luôn quý vị ơi. Đấy, hàng bao chất lượng, bao xịn sò này. Đấy, em thanh lý với giá chỉ có là 250.000 nhé, 250.000 với một cái rìu đầu sói hàng cao cấp như này. Đấy, quý vị bà con bác anh chị em mình hay ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Tiếp theo về cái mẫu sản phẩm Zippo quý vị nhé, hay một cái mẫu Zippo, hay hàng bao đẹp luôn, hay bao nó như bao xanh điều nhá, dành cho những anh hay hút thuốc này, hay hoặc là chơi hộp quẹt này nhá, hàng cực kỳ là ngon luôn. Này, mua về mình chỉ có đổ xăng vào, mua xăng đổ vào là xài thôi nhá, có đầy đủ như này, mua về chỉ có việc xài thôi. Và thanh lý này, về một cái lô này nói chung là cũng khá cực kỳ là nhiều luôn, hay về nhiều quý vị ơi, hay thanh lý với giá chỉ có 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái thôi. Anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này. Em mua để ở nhà một cái này, cực kỳ hay nhá. Hàng này là hàng nói chung là chỉ có xịn sò và chất lượng, bao đẹp, bao bền và bao rẻ nhá, 30.000 một cái cho em. Và đây là cái màu ấm siêu tốc hàng Cucu, hàng cực kỳ là xịn sò và cao cấp quý vị nhá. Hàng bao chất lượng, bao đẹp cho toàn thể quý vị bà con của bác mình này. Với cái dung tích của nó là 2,5 lít quý vị nhá. Cái dung tích của nó là 2 lít này. Đấy, hàng Cucu này, hai lớp nhá. Máy trong thủy ở trong này inox nhá. Trong inox và ngoài này có bọc nhựa, hàng bao đẹp luôn, bao xịn sò, bao xài cho toàn thể quý vị bà con của bác mình. Đấy, ngày hôm nay em thanh lý với giá sập nguồn luôn. Với giá chỉ có là 120.000 thôi. 120.000 một sản phẩm. Đấy, quý bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Đấy, số lượng về hàng quá nhiều cho nên thanh lý giá quá sập nguồn luôn. Đấy, nhanh tay nhanh chân lên để có những sản phẩm hay, tốt, đẹp để về sử dụng quý vị nhé.
Tiếp theo là cái mẫu sản phẩm ấm siêu túc Cucu 2 chế độ cho toàn thể bà con bạc mình nha. Cái mẫu này thì nó vừa nấu này, nó vừa nấu nha, vừa giữ nhiệt được cho mình luôn. Nói chung dung tích của nó là 2 lít rưỡi quý vị nhé, 2 lít rưỡi ấy. Trong là inox 304 cho mình này, đấy, cực kỳ là xịn sò luôn. Mình nấu là nó chế độ nhé, mình nấu sôi rồi nó chế độ từ giữ nhiệt tự động cho mình nhé. Đấy, hàng này là hàng bao xịn sò cho toàn thể quý vị bà con bạc mình dùng này, uống nước chè này, trà ấm này, cực kỳ là ngon nha. Rồi ngày hôm nay em thanh lý cái màu sản phẩm này với giá là 170.000 nhé, 170.000, giá siêu hot siêu rẻ luôn. Quý anh chị em bà con của bạn mình có nhu cầu thì alo cho em nhé. Rồi anh em có về thêm một cái màu sản phẩm lấy là đèn năng lượng mặt trời nhé. Cái màu đèn này thì mình có thể lắp ở ngoài cổng này, ngoài làm tường rào này, ngoài cổng này, hoặc là hai bên hông nhà nhé. Những khu vực nào mà ánh sáng nó vào nhiều, ánh nắng nó vào ấy, để nó hấp thu năng lượng mặt trời này, nó từ sạc này, từ sạc nó từ công từ cấp luôn, mình không phải sạc hết, mình chỉ cần gắn vào thôi, có ốc vít gắn theo kèm nhá. Rồi có lỗ gắn theo kèm ốc vít này, như vậy là mình có thể gắn lên trên tường là nó sử dụng thôi. Khi trời tối là nó sẽ tự động sáng lên như này, em đang quay trong chế độ tối nhá, và lúc nào nó sáng này là chế độ ban ngày, là nó sẽ từ sáng từ tối cho em, từ tắt cho em này, thấy chưa? Từ tối này, nó trời sáng là nó từ tắt này, và khi mình đấy không trời tối cho nó sẽ từ sáng nhé. Đây là chế độ tự động đèn năng lượng mặt trời, cực kỳ là đẹp luôn nha. Rồi nay thanh lý với giá chỉ có 85.000 một cái cho em này, 85.000 quý vị nhé. Hai mẫu, hai đèn hai bên này, hai xịn sò chưa, đẹp chưa. Đấy, quý vị bà con của bác mình muốn trang trí cho ngôi nhà mình đẹp thì mua múc ngay cái này liền cho em nha. Rồi nay em có về thêm một cái mẫu sản phẩm, đấy là cái mẫu máy phun sơn điện nhé, hàng đất mắc, hàng Thái Lan, cực kỳ là xịn sò và tiền lời luôn quý vị nhé. Đấy, cái vòng tua lên đến 4.000 vòng trên một phút luôn này, bao phun sơn luôn cho mình này, sơn dầu, sơn điện, sơn PU này đều được nhá. Rồi đặc biệt là mẫu này nó xài điện 220, mình cầm điện 220 nhá. Đấy, em cầm điện 220 này. Đấy, bóp cò là nó sẽ chạy nhá. Và cái cách lắp ráp của mình thì đây là cái bình trước của nó, là cái bộ nén của nó nhá, và đây là vòi phun này. Mình điều chỉnh tia lớn bé là có nút điều chỉnh ở đây này. Bình chứa của nó là 0,8 lít nhá. Rồi, bây giờ em sẽ lắp ráp cho quý vị cùng xem luôn. Ngay mình cực kỳ là dễ nhá. Và lắp theo chiều kim đồng hồ quý vị ở đây. Như này là đó, mình xoay vào nhá, cực kỳ là ok rồi. Là như vậy là bóp cò là chạy nhá. Khi không bóp cò là nó sẽ dừng lại cho mình, cực kỳ là tiện lợi này. Và cái màu này em thanh lý với cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình ấy, về xài với giá chỉ có 460.000 nhá. 460.000, hàng cực kỳ là xịn sò luôn, bao chất lượng cho toàn thể quý vị bà con mình phun sơn các loại nhá. Rồi, ok, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em sẽ lên cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình một cái mẫu sản phẩm, là cái mẫu đèn đồi đầu hàng Japan nhé, hàng bao chất lượng, bao xịn sò, hàng đẳng cấp quý vị ơi nhá. Đây, một cái mẫu đèn đồi đầu ba bóng nhá, hàng siêu xịn luôn, siêu xịn nhá. Đấy, bóng led ba bóng này, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đấy, siêu sáng luôn, quý vị nhìn thấy chưa, như này thì bao sáng chất lượng cho quý vị mình nhá. Rồi với là hai cái quả pin này, hai quả pin nhá, đây là hai quả pin pin tái sử dụng quý vị nhá, pin 18650 này, có sạc theo kèm luôn. Đấy là nó là rời như này đây, mình có thể lắp nhá. Đấy, mình có thể đưa ra ngoài sạc, cực kỳ là hay nhá, rất chi là dễ thay thế luôn. Với một cái mẫu sản phẩm hàng cao cấp như này đó, dây đeo đổi đầu hàng xịn sò như này nhá. Rồi thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình ấy, với giá chỉ có 130.000, 130.000 nhé, hàng Nhật Japan nhé, public, cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, quý vị bà con bạc mình ấy có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Cái màu này thì mình đi cào mù hay đi làm gì đấy á, nói chung là 4-5 tiếng thoải mái cho em nhá. Đấy, 4-5 tiếng thoải mái cho em này. Hôm nay có về thêm cái lô sản phẩm kìm điện quý vị nhé. Đây là màu kìm điện đa năng, mình có thể cắt này, có thể cắt nhá. Đấy, có thể cắt này, cực một cái kìm cực kỳ đa năng luôn, kẹp này, và nói chung là đủ. Đấy, một cái kìm 8 inch quý vị nhé, hàng này là hàng bại Nhật luôn, hàng bại cực kỳ ngon quý vị nhá. Đấy, có bọc này, chống trầy, chống trượt này, chống trơn nhá, cao su. Đấy, làm điện cực kỳ là ngon nhá. Rồi hôm nay thanh lý với giá chỉ có là lộ vốn luôn cho quý vị này. Đấy, thanh lý giá lộ vốn cho quý vị nhá, 35.000 một cái thôi. Đấy, giá chỉ có siêu rẻ và rẻ trên rẻ luôn. Đấy, quý anh chị em mà xem được cái kênh này mà không mua thì cực kỳ đáng tiếc nhá. Rồi anh chị em bà con của bác mình ấy có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá.
ngày hôm nay có về cái lô ổ cắm và công tắc hàng bãi quý vị nhé, hàng cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Ồ, cái màu sản phẩm này thì đây, cái màu này thì một cái bảng đế như này, nó bao gồm 3 công tắc này. Đấy, công tắc nhá, rất kia là xịn sò luôn, rất kia là nhẹ luôn. Và nó có 3 ổ cắm này. Ổ này thì có thể mình găm được ổ cắm 3 nhá. À, cái phích cắm 3 chấu thì mình có thể găm được này. Và ổ tròn, ổ dẹp thì cũng được nhá, được độc đặc như trong này. Cực kỳ là ngon nhá. Và hàng ngày hôm nay em sẽ thanh lý cái màu hàng bãi này với giá là 35.000 một ổ nhá. 35.000 một ổ thôi, giá siêu rẻ. Rồi có cả đèn LED báo đèn luôn, cực kỳ là ngon nhá. Rồi quý vị có nhu cầu quan tâm thì alo vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Nay em lại về thêm lại hai cái màu sản phẩm nhá. Đây là cái bình inox giữ nhiệt, cái loại màu 8 lít và 10 lít cho mình này. Nhá, có vòi nhá, có vòi mở nước này, mình đựng nước rồi mình có thể mở xả ra uống luôn. Đấy, hai lớp inox trong ngoài, có lớp xốp giữ nhiệt ở giữa nhá, cực kỳ là ok luôn. Hàng này là cực kỳ cao cấp luôn quý vị nhá. Mình có thể giữ nhiệt lên đến tầm 24 giờ đấy. Đấy, nóng được này, lạnh được cho em này. Và cái màu sản phẩm này thì em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình đấy. Cái màu 8 lít là 220.000 nhá. Còn cái màu 10 lít là nó 250.000 cho em này. Đấy, quý vị bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, nay em về cái lô mũi khoan. Hay mũi khoan cực kỳ xịn sò nhá. Mũi khoan tháp quý vị nhá. Đây là cái màu mũi khoan tháp cao cấp này. Nó theo kèm này quý vị nhá. Nó theo kèm một cái hộp xịn sò cho quý vị mình luôn này nhá. Bóc ra luôn. Đấy. Đây nó là gồm có này. Yeah. Thông số đầy đủ nhá, 32 là lớn nhất nhá. Ba loại mũi này, mũi 12 này, từ 6 đến 12 này. Rồi 6 tới 20 này và 6 đến 32 nhá. Và trong đó có kèm theo ba cái mũi nữa. Ba cái mũi này là mũi khoan hợp kim, chuyên là khoan sắt để khoan sắt nhá. Hộp này là mũi này là khoan sắt cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đấy, quý vị nhìn thấy. Đấy, mũi này là mũi 6 này, mũi 4 này, mũi 2 này. Em nó có trong này nhá. Nó kèm theo như này, một cái hộp mũi khoan xịn sò, khoan cáp xịn sò như này. Thì em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình ấy với giá 100.000 thôi. Đấy, cái muốn khoét lỗ lớn thì mình lấy mồi cái mũi nhỏ, xong này đưa cái mũi khoan này nhá. Đưa mũi khoan tháp này vào là doa là cực kỳ là ok luôn. Với giá chỉ có là 100.000 nhá. Rồi, nay em lại về thêm một cái lô sản phẩm đấy là một cái màu cân tiểu ly quý vị nhá. Và thì cái màu này ấy thì nó tiểu ly nhưng mà nó cân được trọng lượng tối đa là 10 kg cho em nhá. Cân được 10 kg này. Bằng điện tử, đấy, rất chi là xịn sò luôn. Rồi, và có tặng kèm theo một cái hai quả pin này để mình về sử dụng nhá. Thì em sẽ thanh lý với giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, 70.000 cho bà con các bác mình về sử dụng nhá. Cực kỳ là tiền lời và gọn nhẹ nhá. Tiếp theo có về một cái lô liếc dao nhật xịn sò quý vị nhá. Đấy, dao mà đùi mà không bén ấy thì mình gần cái này mình liếc một phát là ok thôi. Này, hôm nay thanh lý cho toàn thể quý vị mình này về xài này. Với giá chỉ có 100.000 một cái nhá. 100.000 một cái, một cái liếc dao xịn sò hàng Nhật cao cấp như này nhá. Rồi, quý vị có nhu cầu quan tâm thì alo vào số hotline em ghi lên màn hình nhá. Hôm nay em có về thêm một cái lô sản phẩm là bình trà giữ nhiệt quý vị nhá. Cái bình trà này là nó là gồm có hai lớp này, trong inox này, ngoài sơn này, cực kỳ là ngon nhá. Thì cái này mình có thể giữ nhiệt tới 24 tiếng đồng hồ quý vị nhá. À, nó có thể pha cả trà, pha cà phê này và có cả lọc luôn, cực kỳ là ok luôn nhá. Đấy, nó là tròn vẹn một cái như này. Còn đây, bên trong của nó này, hàng cực kỳ cao cấp quý vị ơi. Và hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình với giá chỉ có là 130.000 thôi nhá. 130.000. Đấy, quý anh chị em có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Nay em có về lại cái lô sản phẩm cuồng dây điện nguồn quý vị nhá. Đấy, gồm có phích cắm, ổ cắm đầy đủ cho quý vị mình này. Dây dài 30 mét nhá. Với cuồng này là dây dài 30 mét cho em này. Giá siêu cực rẻ luôn. Hôm nay về số lượng cực kỳ là nhiều quý vị nhá. Đấy, về bạc ngạc bao nhiêu luôn. Em thanh lý giá rẻ cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình với giá 140.000 nhá. 140.000 mua về mà xài cho nó sướng cuộc đời quý vị ơi. Đấy, giá này giá rẻ, giá thanh lý lỗ rồi nhá. Rồi, ai có nhu cầu quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Nên em có về thêm một cái lô sản phẩm bút làm dấu nhá. Bút làm dấu cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này. Đây là mình làm bằng tay bằng cơ nhá. Và đây là cái mẫu sản phẩm bút làm dấu bằng đồng nhá. Đấy, hàng nội địa siêu xịn sò luôn. Đấy, hàng bãi nội địa cực kỳ là ngon nhá.
Và cái đầu này là đầu thép siêu cứng này nhá, nó sẽ làm được trên tất cả các vật liệu này. Đấy, sắt này, nhôm này, gỗ này. Mình cần khoan cái mình làm dấu để định vị cái điểm cho nó chính xác ấy thì mình sử dụng nhá, cực kỳ là ngon luôn. Và bây giờ em sẽ test thực tế vào cái vật liệu sắt hộp này, dài 1.4 ly này, siêu ngon nhá. Rồi, bây giờ em sẽ test thực tế cho quý vị cùng xem luôn nhá. Đấy, nổ cực kỳ là sướng luôn quý vị nhá, và có dấu này nhá, có dấu nhá. Nếu như mình thấy mờ thì mình có thể làm lần 2-3 cái này. Đấy, mình lên. Đó, mình làm chơi một cái nữa thì quý vị nhìn thấy nhá, cực kỳ là ok luôn. Khoan không bao giờ bị lệch tâm nhá. Và ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình với giá chỉ có 50.000 một cái thôi. Hàng Nhật nội địa cực kỳ xịn sò nhá. Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị em bà con của bác trên mọi miền Tổ quốc nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên kênh em ấy sẽ thanh lý một cái mô lô sản phẩm máy mài góc xài lưỡi một tấc một quý vị nhá. Đây là một cái mẫu sản phẩm máy mài liên doanh Việt Nhật, hàng cao cấp, bao trên chiến công trình đấy, bao cày kéo gia đình công trình em bao tất nha. Và đặc biệt cái mẫu sản phẩm này ấy, là nó có điều chỉnh tốc đấy, nó để có điều chỉnh tốc quý vị nhá. Đây, mình muốn nhanh thì nhanh, chậm thì chậm thì nó nằm ở đây nhá. Rồi, và nó thang ngoài rất chi là dễ thay thế này, công tắc bóp nha. Đấy, gia đình công trình gì dễ xài cũng ok hết nhá. Rồi, máy thì bao khỏe, bao chất lượng rồi, thì nó cái công suất của nó lên đến là 850W nhá. Đấy, vòng tua của nó thì đã cực kỳ cao rồi, 11-12.000 vòng trên một phút nhá. Và nó là xài lưỡi một tấc một cho em này. Đấy, đó là những cái chi tiết về máy móc này. Và đây, ngày hôm nay có nhiều bác cái hỏi cái máy này là dây đồng hay dây nhôm, thì ngày hôm nay em đã bóc tách ra luôn cho quý vị cùng xem này. Đây là cái dòng sản phẩm bao chất lượng cho toàn thể quý vị mình yên tâm mà xài nhá. Rồi, đầu tiên đây là một cái đầu, cái đồ riêng nhìn cái mở của nó này. Đây là một cái dòng mở chiều nhiệt cao nhá. Mở này bình thường là mở bò màu vàng nhá. Còn cái đây là cái mở này là mở trắng, mở này là mở chất lượng cao, mở siêu chiều nhiệt đấy. Chiều nhiệt lên đến tầng 1.200 độ C. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn, nó không bị tan chảy nhá. Cho nên mình cứ xài thoải mái, cực kỳ là ngon rồi. Đấy là đầu tiên là một cái như vậy. Và thứ hai, đây là cái bộ rotor. Đấy, bộ rotor của nó này. Đấy, chưa? Được đan này, được đan và chằng dây cực kỳ keo. Keo chống cắt điện cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Bi bạc cổ gọp này, siêu dài luôn nhá. Cổ gọp này siêu dài luôn. Rồi, hàng là cực kỳ cao cấp, rotor được đấy, rồi gia chụp nội trừ in ấn cực kỳ là ok này. Đấy, nhung này, cái bộ nhung của nó là làm bằng thép này. Thép này là thép siêu cứng nhá, cho nên mình xài bao chất lượng luôn nhé, không phải lo bà nghĩ hết. Và dây đồng 100% tuyệt đối quý vị ơi. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, em là mở bên trong thôi, cho quý vị mở ra để xem luôn. Nhiều bác nói dây đồng hay nhôm, bây giờ em là mở ra chính thức cho quý vị mình cùng xem là như này nhá. Và phụ kiện theo kèm của nó này là tay cầm này, khóa mở này, lá trắng này. Đấy. Và được tặng kèm theo một cái cặp chổi thang chính hãng theo máy nhá. Cặp chổi thang chính hãng theo máy. Ngoài cái cặp chổi thang ở theo máy rồi, nó còn được càng kèm theo một cặp chổi thang như này nữa. Là quý vị cứ xài thoải mái. Đấy, và cực kỳ dễ thay thế này, thang là thang ngoài nhá. Mình có thể sử dụng hết là mình có thể mở ra. Đấy, rất chi là dễ dàng này nhá, để thay thế cho em này. Và ngày hôm nay bên kênh em sẽ tặng kèm theo cho quý vị mình mua một máy mà tặng kèm 3 sản phẩm nhá. Đấy, 3 cái lưỡi cắt đá này, 3 cái lưỡi cắt đá cho em này, và một cái bút thông mạch này. Bút này là bút đo thông mạch cho em này, bút điện tử nhá, đo thông mạch cực kỳ ok chưa. Đấy, mình dây giờ ở trong tường mà đất thì mình có thể rò được nhá, cực kỳ là ngon. Đấy, có dây nóng là nó sẽ hiện lên màu đỏ, còn bình thường nó sẽ màu xanh. Đấy, và một cái cây tô vít tăng giảm. Tô vít này, tô vít tăng giảm quý vị nhá, có thể tăng dài ngắn này. Đấy, và nó là tô vít hai đầu. Đấy, được tặng kèm theo 3 chi tiết như vậy, 3 sản phẩm như vậy quý vị nhá. Và ngày hôm nay bên kênh của em chỉ thanh lý với cái giá sản phẩm không thay đổi nhá, 350.000, và được tặng kèm theo rất chi là nhiều sản phẩm cho em này nhá. Đấy, còn mấy chục con thôi, em thanh lý nốt cái lô này để em về nhập cái lô mới. Cho nên quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Tiếp theo ngày hôm nay bên em có về thêm một cái lô sản phẩm quý vị nhá. Đấy, đây là cái màu bóng đèn led này, siêu đẹp luôn. Đấy, đó là 7 màu nhá, led 7 màu cho em. Và đặc biệt cái màu sản phẩm này là nó có thể chiều được nước nhá, mình có thể lắp trong bể cá này, ngoài trời mưa này, đều xài sử dụng ok. Và nó gắn liền theo cổng USB nhá, mình găm vào cái cổng USB hoặc cái củ sạc điện thoại nhà mình ấy, mình găm vào thì nó sẽ dùng xài điện 5V nhá. Rồi,
Đây, quý vị nhìn thấy chưa? Đây, em ngâm vào cái này vào trong cái bể nước luôn này, cực kỳ ok luôn nhá. Không làm sao hết quý vị ơi. Đấy, cực kỳ là ngon. Đây, đây là cái điểm cuối của nó này, đây là cái điểm cuối của nó nhá. Đấy, ngâm vào nước cầm cũng không sao hết nhá. Vì nó là chức năng của nó là không bị nhiễm nước, không bị giật nhá. Cho nên quý vị mình mua về xài trong bể cá này, trang trí ngoài trời này, cực kỳ là ok luôn. Và cái mẫu này thì nó có rờ móc theo kèm nhá. Rờ móc theo kèm mình điều chỉnh theo cái mẫu, màu mình tùy thích nhá. Đấy, màu gì mình chọn thì mình chơi cái đó nhá. Rồi, có đầy đủ các chức năng như này, có rờ móc ngon là ngàn đào chưa. Thì cái sợi dây này nó dài là 10 mét quý vị nhá. Dây dài 10 mét cho em. Đấy, nó nằm một cái cuồng như này, 10 mét cực kỳ là ok. Và hôm nay em thanh lý với cái giá siêu rẻ luôn. Đấy, giá rẻ bao toàn quốc cho toàn thể quý vị anh chị em bà con của Hạc Mần. Với giá chỉ có 90.000 một cuồng nhá, 90.000 một cuồng cho em. Đấy, anh chị em nào quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Nay em có về thêm một cái lô sản phẩm, đấy là một cái gạc tàng thuốc quý vị nhá. Đấy, bằng thủy tinh, nó cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, cực kỳ sắc nét nhá. Đây, hàng cái trang trí thì bắt mắt này, siêu đẹp luôn. Bốn ngắt bốn nơi nhá. Rồi, sanh lý cho toàn thể quý vị bà con bác anh chị em mình ấy, với giá chỉ có 20.000 thôi. Thì cái này nhà nào mà trồng, có trồng hút thuốc này, anh chị em bà con hút thuốc này, hoặc là để bàn ấy, có khách đến ấy, thì để người ta cho tàn thuốc của đây cho nó lịch sử nhá. Rồi, 20.000 một cái thôi quý vị ơi. Nay em tiếp tục thanh lý cái lô đùa Hàn Quốc cho quý vị bà con bạc mình nhá. Đây, đây là cái dòng sản phẩm đùa Hàn Quốc này, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Rồi, có bọc và kim loại vàng nhá. Đấy, mà vàng quý vị nhá. Và đây là cái nhám này để gấp không bị tuột nhá. Đấy, đùa Hàn Quốc cho em cực kỳ là xịn sò luôn, không bị mốc meo này, các kiểu này nó các thứ cực kỳ hay nhá. Rồi, hợp an toàn vệ sinh này. Và ngày hôm nay thanh lý cho toàn thể quý vị anh chị em bà con cả mệt này, với giá 25.000 một 10 đôi nhá, 25.000. Đấy, nó nằm trong cái vị như này, 25.000 quý vị nhá. Đấy, siêu rẻ, siêu hot luôn. Nên em về thêm một cái lô sản phẩm quý vị nhá. Hay một cái lô sản phẩm kìm bấm này, hàng cực kỳ ngon luôn quý vị ơi. Và hôm nay thanh lý rẻ cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình về sử dụng nhá. Đấy, với một cái sản phẩm kìm bấm Crossman hàng Uetra này, thấy chưa. Đấy, còn cực kỳ VIP luôn. Đây, hàng xịn sò luôn nhá, thép CRV Crossman, siêu cứng siêu xịn luôn nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình với giá chỉ có 65.000 một cái nhá, 65.000 một cái. Ấy, rẻ như cho luôn. Đấy, vừa cho vừa bía vừa tặng luôn quý vị nhá. Rồi, quý anh chị em bà con bác mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Nên em về lại một cái dòng sản phẩm này cho quý vị bà con của bác mình này. Đấy, bấy lâu nay quý vị hỏi rất là nhiều nhá. Đấy là cái bộ lọc giác bi. Đấy, bộ lọc giác bi quý vị nhá. Đây, đây là lớn thì nó có tổng cộng là 9 cây nhá. 9 cây cho quý vị mình. Đấy, nó có thông số rõ ràng như trên này cho em này nhá. Rồi, thì ngày hôm nay bên em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của mình với một cái giá siêu rẻ luôn nhá. 50.000 một bộ cho em này, hàng Yeti, hàng USA cho em nhá. Yeti. Đây là một cái thương hiệu đã có nổi tiếng từ lâu rồi quý vị nhá. À, quý vị nào đã xài rồi thì biết. Đấy, một cái dòng chất lượng nhưng mà em sale giá siêu rẻ luôn, chỉ có 50.000 đồng thôi quý vị nhá. Rồi, anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu thì vào gọi điện vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô đồ chơi cho toàn thể các anh em hay thường xuyên thích ca hát này, nhảy múa nhá. Đây, đó là một cái mẫu đèn xoay sân khấu nhá, đèn xoay sân khấu. Thì nó theo kèm là có một cái đuôi nhá, một cái đuôi mình ghim như này. Rất là tiện dụng, mình có thể đem đi khắp mọi nơi nhá. Và đây là cái đèn, bóng đèn xoay cho em nhá. À, cực kỳ hay. À, nó anh nào mà thích chơi nhạc sàng, nhảy múa thì đây, móc về một cái nhá, rất là dễ sử dụng. Rồi, bật công tắc thôi thì nó đã xoay như này. Nó rất cực kỳ là đẹp và hay nhá. Đây là cái đèn cầu vồng, không bị chóa lóa này. Đấy, đẹp chiều vàng không chóa lóa quý vị nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cái đồ chơi này cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình với giá chỉ có là 50.000 đồng một cái nhá. Đấy, 50.000 đồng là gồm có một cái đuôi và một cái bóng đèn xoay như này. Đấy, mình để cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, thấy chưa? Mình để trong một cái góc phòng nào nó thì nó là xoay như này. Rồi, anh nào có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Nay em có về thêm cái một cái mẫu mới quý vị nhá. Đây là một cái mẫu đèn sân khấu này.
Đèn sân khấu này thì có thể gọi là đèn treo nhé, gọi là đèn treo cho em. Và đặc biệt cái màu này ấy, thì nó không xoay nhé, dành cho các bác nào mà nó xoay mà thường xuyên vì thấy trong đau mắt, trong mặt ấy, thì mình mua cái loại này thôi. Nó chỉ là thay đổi màu sắc như này, nó chỉ thay đổi màu sắc thôi nhé, còn nó không xoay hay nó không làm mình bị loãng nha. Nó bình thường là nó xoay xoay như này, nhưng bây giờ nó không xoay đâu, nó đứng yên. Đấy, một cái màu như này nó đổi màu thôi theo cái tùy thích, có remote điều chỉnh màu theo quý ý mình nhá. Có remote điều chỉnh màu này. Đấy, nó là chỉ như vậy. Thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của mình với giá chỉ có là 90.000 một cái nhá. 90.000 một cái thôi quý vị ơi. Đấy, quý vị bà con của bác mình có nhu cầu mà chơi thì alo cho em nhá. Cái này để trang trí hay là gì cũng được, rất chi là đẹp luôn nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô này, hay cái lô sản phẩm đèn nháy nhá. Đèn nháy cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, để cho quý anh chị em bà con của mình về trang trí á, mùa lễ hội Noel này, Tết Tây này nhá, và Tết Nguyên Đán cho mình này nhá. Đấy, thì cái bộ sản phẩm này thì nó là dây dài này, 100m nhá. Dây dài 100m, cái bộ này thì nó là một 7 màu cho em. Nó là gồm có 7 màu cho em nhá, và có điều khiển luôn. Cực kỳ là ok nhá. Và đây là nó là chuyên một màu vàng. Nó là một màu vàng và đây là màu xanh. Đấy, thì một cái sản phẩm như này thì em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình với giá chỉ có là 180.000 nhá. 180.000 với một cái cuộn dây màu nha, chỉ có 180.000 thôi. 100m cho em đấy, 100m dài. Đấy, kéo từ trong nhà ra tới ngoài sân luôn nha. Đấy, hai sợi như vậy là quấn quanh nhà luôn, cực kỳ là đã nhá. Rồi quý vị anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu chơi lễ thì móc cái này về này, trang trí cho em nhá. Còn anh nào muốn đèn led sân khấu thì đây, hãy mua về cái led sân khấu luôn, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Rồi 7 màu cho em chỉ có 50.000 thôi, đèn led sân khấu 70.000 nhá, là 50.000, cực kỳ là đẹp. Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị em bà con của bác mình nhá. Đấy, ngày hôm nay kênh Tấn Phúc bên em ấy, về một cái lô sản phẩm, đây là đèn pin mini hàng Nhật bại, cực kỳ là ok luôn quý vị nhá. Đấy, cần hay nhá, có dây đeo cầm tay này nhá, cực kỳ là đẹp, và nó là dòng mini siêu sáng luôn nhá. Với cái màu này thì đèn pin siêu sáng luôn này, nó có thể rút ra rút vào này, cho nó tùy theo mình nhá. Đấy, nó gom gọn này và sáng xòe ra nhá, cực kỳ là ok luôn này. Thì nó là có hai chế độ cho em này, đèn bên hông này, đèn nhấp nháy này, đèn bên hông cho em này, ok chưa, sáng cực kỳ là sáng luôn này. Thì ngày hôm nay về với số lượng lớn thì em sẽ thanh lý cho toàn thể, sale hàng cho toàn thể quý bà con và mình sử dụng nhá, với mức giá chỉ có 45.000 đồng một cái thôi. Đấy, 45.000 đồng một cái nhá, hàng bao chất lượng bao ngon luôn cho toàn thể quý anh chị em bà con của bà mình xài nhá.